Nếu như mà anh em đang đi tìm một con máy phụ mà giá chỉ hơn một củ ấy, thì đây em đang có một con duy nhất cho anh em đây nhá. Đây cho anh em xem hình thức của con này. Hình thức của con này thì cực kỳ đẹp, không hề có xước sát mạnh hay là vết cấn gì đâu nhá. Máy cực kỳ đẹp luôn. Đấy, thì màn vẫn zin này, vỏ zin, cam zin hết. Đây, còn bên trong phần cài đặt này. Đây, iPhone 8 nhá, 64 GB. Đấy, test một số chức năng cho anh em xem này. Đầu tiên là cảm ứng. Đấy. Test như thế này thì anh em cũng có thể áp dụng để khi mà anh em đi mua máy thì anh em cứ test theo em những cái chức năng cơ bản này luôn. Đấy, đầu tiên là cảm ứng ok nhá. Đấy, tiếp theo là vân tay này. Đấy. Vân tay cũng cực kỳ ok này, cực kỳ nhạy nhá. Rồi, tiếp theo là camera nhá. Camera sau này. Ok, camera trước này. Đấy, ok nhá, đây đang để chế độ đèn flash. Ok. Rồi, đây vào YouTube này. Và YouTube thì anh em có thể test được mạng mẽo với cả là loa luôn. Đấy. Đấy thì mọi chức năng cơ bản là đều ok hết anh em nhé. Còn đây, đây là bên trong của em này. Thì con này ấy là em sẽ thanh lý cho anh em cái giá rẻ là bởi vì là con này đã được sửa camera ở trên mên rồi. Đấy thì anh em nhìn phần mên là anh em thấy là máy đã sửa chữa rồi, nhìn đấy, nó cũng rách cái siêu với là có dấu hiệu sửa chữa rồi đúng không? Đấy, còn lại thì mọi cái thì đều ok, pin thì vẫn là pin zin. Đấy, còn lại những cái phần khác, linh kiện khác thì đều là vẫn là ok hết nhá. Đấy, còn main thì đã bị sửa cái lỗi camera ở trên main rồi nhá. Và nếu mà không mở ra ấy, thì anh em sẽ không biết được con máy này đã bị sửa trên main. Bởi vì khi mà anh em đi mua máy phụ ấy, anh em nói chung là mình cũng thế thôi, em cũng thế thôi. Đi mua máy phụ thì kiểu mua qua loa đại khái rồi ấy, làm máy phụ thôi mà, nên là cũng không quan tâm nhiều. Nhưng mà ấy, cái dòng 8 này nó sản xuất là cũng khá là lâu rồi. Và trên thị trường ấy, máy zin với mảng bây giờ cũng cực kỳ hiếm. Và nếu mà anh em đi mua máy, mà mua máy mình bỏ tiền ra mua một con máy zin nguyên bản nhưng mà lại có khi lại nhận về một cái con máy đã sửa rồi, nếu mà anh em không bóc ra thì anh em không thể biết được nhá. Ví dụ như cái con này nếu mà cắm bao tôn ấy đã sửa men rồi nhưng mà cắm bao tôn ấy vào bao tôn như này thì nó cũng xanh lét hết như này thì anh em làm sao mới biết được đúng không? Đấy. Thế nhiều khi là nhiều anh em chỉ dựa vào phần bao tôn này thấy xanh lét về test mọi chức năng ok là anh em xích thôi. Em không 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 quan tâm gì đến việc mở máy hay như thế nào cả. Còn đối với một con máy đã sửa chữa như này rồi ấy, thì sửa lỗi gì em sẽ báo lỗi đấy và em sẽ thanh lý cho anh em một cái giá cực kỳ rẻ. Và con này thì em chỉ có một con duy nhất thôi, nên là anh em nào cần thì liên hệ em sớm, nhanh tay thì mới có phần nhá.